Angelina Jolie, Jennifer Aniston, vợ cũ Brad Pitt, người duyên dáng, kẻ thanh lịch có một điểm chung. Angelina Jolie và Jennifer Aniston được coi là mỹ nhân hàng đầu Hollywood. Không chỉ có sắc đẹp tài năng mà ngay cả bức ảnh hồi trẻ của hai người đẹp cũng bị đem ra so sánh. Xem ai đẹp hơn mà khiến nam tài tử Brad Pitt mê mẩn đến thế. Xinh đẹp, tài năng. Trong mắt mọi người, gương mặt của Angelina Jolie quá đỗi xinh đẹp, đường nét thanh tú cùng đôi mắt cuốn hút khiến nhiều người phải đổ gục. Chính vì thế mà cư dân mạng luôn gọi cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới hay mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh. Dù sắp sửa bước vào tuổi ngũ tuần, Angelina Jolie vẫn tỏa hào quang bức người mỗi khi xuất hiện, chiếm trọn tâm điểm chú ý dù Hollywood chưa bao giờ thiếu vắng những người đẹp và các gương mặt mới. Không những thế, nhan sắc thời trẻ của Angelina Jolie cũng khiến đa số cánh mày râu điên đảo, ngay cả nam tài tử Brad Pitt cũng mê mẩn nhan sắc tuyệt trần đó. Với vầng trán động, xương gò má cao, khung hàm hoàn hảo, đôi mắt xanh thâm thẳm và đôi môi dày dặn, Angelina Jolie được coi là tiêu chuẩn vàng của sắc đẹp. Đây là điều rất hiếm hoi có người làm được, dù Hollywood cả trăm năm nay lúc nào cũng dập dìu các nữ minh tinh xinh đẹp. Trong khi đó, vẻ đẹp của Jennifer Aniston cũng không thua kém gì Angelina Jolie khi còn trẻ. Jennifer Aniston là một trong những nữ diễn viên thanh lịch nhất. Vẻ đẹp ấy không quá phô trương nhưng mang lại đến cho tôi một cảm giác khó tả. Trên thực tế, Aniston rất xinh đẹp khi còn trẻ. Vào năm 2016, Jennifer Aniston được tạp chí People vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Đây cũng là lần thứ hai Jennifer Aniston nhận được danh hiệu này. Ngoài ra, người đẹp cũng không ít lần nhận được các danh hiệu về nhan sắc, ngoại hình. Cho đến nay, dù đã bước sang tuổi U60, nhưng mỹ nhân Friends vẫn giữ được nhan sắc đẹp bất chấp cùng với vóc dáng nuột nà khó ai bị kịp. Người đáng thương, người đáng trách. Trước khi đến với Angelina Jolie, Brad Pitt từng là ông chồng hoàn hảo bên cạnh Jennifer Aniston. Cặp đôi Pitt Aniston được lòng cả Hollywood khi chàng là tài tử hàng đầu mà nàng còn là ngọc nữ hiếm có. Thế nhưng khi đóng chung bộ phim Mr. and Miss Smith năm 2004, Brad Pitt đã phải lòng Angelina Jolie. Tin đồn tình cảm lan đi nhanh chóng đã khiến cho cặp đôi, đặc biệt là Jolie, đứng trước búa rìu dư luận. Không như Aniston ngọt ngào và dịu dàng, Jolie đích thực là một gái hư khi có quá khứ ngập trong tin đồn nghiện, thích ngược đãi bản thân và đã qua hai đời chồng. Thời điểm ấy, dư luận chỉ trích Angelina Jolie hết lời và cho rằng mối tình của cô nàng cùng với Brad chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Trái với dự đoán của nhiều người rằng Angelina Jolie sẽ giành giật Brad Pitt bằng mọi giá, cô chọn cách im lặng suốt thời gian dài. Thậm chí khi Pitt và Aniston ly hôn tháng 4 2005, ông và bà Smith vẫn không chính thức thừa nhận mối quan hệ. Chỉ đến khi hình ảnh Brad Pitt đi nghỉ cùng với Angelina Jolie và con nuôi Maddox được tung ra, công chúng mới ngầm hiểu họ đã là một đôi. Sau đó, Jolie âm thầm đổi họ con nuôi sang Pitt. Tháng năm 2005, cuộc sống gia đình đã bắt đầu xuất hiện giữa Pitt và Jolie khi cô mang thai đứa con đầu tiên với anh. Thời gian đầu khi kết hôn cùng với Brad Pitt, Angelina Jolie vẫn là cái gai trong mắt công chúng, bị chỉ trích là kẻ cướp chồng. Người ta cảm thấy tội nghiệp cho Jennifer Aniston lúc nào cũng cô đơn. Bỏ ngoài tai hết mọi chỉ trích, Angelina Jolie nỗ lực làm việc hết mình, song song với những hoạt động từ thiện. Cô sinh thêm con cho Brad Pitt và cùng chồng cũ nhận thêm nhiều con nuôi. Jolie không bao giờ nói về tin đồn trong quá khứ. Hình ảnh một Angelina nổi loạn, ngày nào cũng không còn. Cô tất bật với các dự án phim ảnh làm từ thiện và dành toàn bộ thời gian chăm sóc sáu nhóc tì. Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi nhanh chóng trở thành cặp đôi được săn đón nhất Hollywood nhờ hiệu ứng tuyệt vời của ông bà Smith và quá cân xứng về ngoại hình, danh tiếng lẫn tài năng. Nhà Jolie Pitt từng là gia đình được yêu thích nhất Hollywood và sở hữu lượng fan hùng hậu khắp thế giới. Tuy nhiên, đến cuối cùng cặp đôi vẫn đường ai nấy đi.